Muốn hết thì phải ngồi thiền. Đây dạy cho ngồi thiền. Quay nha. Để đi. Ngồi thiền dày. Cứ mỗi ngày cứ làm chừng 15-20 phút. Ngồi kiểu nào cũng được. Ngồi trên ghế bỏ xuống cũng được. Bắt ấn ta muội. Không? Thay vì giờ đi tổ chức khóa thiền này khóa thiền nọ chi rồi bay tới bay lui tốn nhớ bay mệt, cứ mỗi ngày lên cái đầu giường của mình nó để anh chồng ngủ cái bên cũng được, cứ để anh gì miễn sao cái lưng nó thẳng thôi. Tại bán tâm muội này á, đứng bất cứ nơi nào cũng được, vì sự gia hộ ở đây nè, rồi để vô đây, quan trọng là lưng thẳng, cứ hít vô và thả ra theo dõi hơi thở, cứ thế mà làm thành Phật. Không phải lăng tăng vậy chứ. 12 giới luật. Con quay bên kia đi. 12 giới luật của cha mẹ đặt ra. Mình mà có dở như là dở như dở đậu á. Là cũng giữ được giới 12. Là đọc kinh với ngồi thiền kiểu này. Đó là dở như dở đậu. Là giới 12 á là cứ đọc thiền, ngồi thiền với đọc kinh. Còn mấy cái giới kia là sợ già, sợ bệnh, sợ nghèo. Nó hơi khó không? Thì thôi để một bên, còn bi trí lợi nghĩa thì nhân trí tính lợi nghĩa thì để cho mấy người làm quan chức, cứ ngồi thiền đọc kinh ở cái tuổi này giống như bác cũng vậy là xong, được đi về kiếm cái dấu hiệu của cha của Phật Di Lặc á, đeo vô dấu này nè, dấu Phật Di Lặc là dấu thiên tâm á, đeo vô ngồi như thế mà thành Phật. Mình chạy theo môn phái này, pháp môn nọ, kiểu này kiểu kia, chạy chi nó lăng xăng, tốn thời gian, tốn tiền, tốn của. Vậy á, ngồi thẳng lên. Trên mạng có chỉ hoài á, biết sao, cái này là của Kiệt chế ra. Khi Kiệt chế ra, Kiệt đã hỏi mấy chi gì. Khi ngồi này á, là biết là của cái thời đại mới, tại có cả ngàn kiểu ngồi thiền nha, chứ không phải một kiểu. Cũng như võ Thiếu Lâm, võ say rượu, võ khỉ, vô miền Nam, võ đủ kiểu, thì kiểu này là kiểu nhất thiên chỉ, cái này là giống nhất thiên chỉ, chữ cái. Cái kinh nghiệm mà mình đã hiểu, mình đã có những người trải ra những thầy này, thầy nọ, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Rồi bây giờ nhìn lại họ làm sao? Càng nhìn lại càng clumsy á. Theo thiên tâm, theo cha mẹ là đầu óc phải tỉnh táo, sáng suốt. Ra đời phải hơn người thường, vô đạo phải hiền hơn người trong đạo. Không cần mặc áo tràng, không cần hết áo vàng, áo tím, áo xanh gì cũng được. Không có chấp cái hình tướng. Mình sửa theo mỗi giây mỗi khắc. Đa số là ở Mỹ làm tiền nhiều nhất mà lẻ nhất là nghề nail. Nghề nail được.